Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay trong chuyên mục này tôi sẽ nói về thiết bị, phụ kiện và giải pháp nâng cấp âm thanh. Đó là gì? Đó là những chiếc cầu chì rất là nhỏ bé nằm sau hệ thống máy. Nhưng nó lại đem lại cho một sự đầu tư nhỏ nhưng hiệu quả lớn. Và chúng ta cùng xem. Trong hội chơi nhạc số thì có một anh Jack Lee và những người bạn thì cũng đã được Thiên Hà Audio cung cấp và đưa ra những giải pháp cho anh, thì đó là cái sự bình luận về các hệ thống khi chơi được các âm thanh như thế nào và các giải pháp ra sao, và đều được đánh giá rất là tuyệt vời. Có bác thì bình luận là giống như thay một sợi dây nguồn, có bác thì lại bình luận giống như là một thay một ổ điện tốt. Mọi cái bình luận đều đem lại độ ứng tích cực của chiếc cầu chì này. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem hãng cầu chì Quantum SCR đến từ Mỹ này nó có gì khác biệt. Trước khi nói đến cầu chì thì chúng ta phải nói cầu chì nó nằm trong hệ thống điện, nó cũng giống như một cây cầu nằm trên một xa lộ. Và cây cầu đó nó sẽ làm cho hệ thống lưu thông trên xa lộ đó sẽ được thoát hơn và tốt hơn, thì chiếc cầu chì này nó cũng sẽ lại đem lại cái tính tự nhiên và cái tính hiệu quả cao hơn trong âm nhạc. Nói đến cầu chì thì ai cũng biết đó là một hệ thống khi được lắp vào sẽ khi dòng điện bị dâng cao thì nó sẽ làm hệ thống đoản mạch. Và đây là một hộp cầu chì đến từ Trung Quốc và nó có giá 10.000 đồng Việt Nam. Đó, các bạn đã thấy một ống bằng thủy tinh và hai đầu được bọc bằng kim loại và ở trong có một dây kẽm. Nhưng chiếc cầu chì đến từ hãng SCR Quantum từ Mỹ này thì nó có giá đắt lên đến 350 lần. Và cái sự khác biệt đó nó nằm ở vựa đâu? Và tại sao nó sẽ đắt lên đến tận 350 lần so với một cất cầu chì của Trung Quốc? Thì chúng ta cùng tìm hiểu. Đó, sau khi bóc chiếc cầu chì này ra thì các bạn sẽ thấy chiếc cầu chì này sẽ được bọc ở trong một miếng mút như này để chống sốc. Đó, còn khi các bạn nhìn thấy đây thì đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay, SCR. Đó, các bạn thấy không? Và chiếc cầu chì này thì được hãng Synthetic của Mỹ đặt vỏ trục gốm đến từ Đức. Còn hai đầu bọc hợp kim này cộng với cả một dây hợp kim bên trong thì được hoàn toàn làm theo công nghệ Quantum. Đó là một công nghệ rất đặc biệt, mà công nghệ cao cấp nhất đến hiện tại đến bây giờ. Và các kỹ sư cũng như là bản hãng khẳng định đây là một trong những thiết bị điện tử rất là tốt để dành cho hệ thống audio. Nói vậy thì cũng thật khó cho các bạn khi bỏ ra một số tiền lớn đến gấp 350 lần một chiếc cầu chì bình thường. Nhưng cái giải pháp đem lại là gì? Thì chúng ta cùng phải có một cái sự trải nghiệm thật. Và bây giờ thì tôi sẽ xin thao tác thay chiếc cầu chì này vào trong hệ thống máy. Như các bạn nhìn thấy thì một hệ thống tôi đang dùng của dòng MA9500 Max Instot đến từ Mỹ thì nó có cái hệ thống cầu chì. Đây là hệ thống 5 cầu chì đằng sau. Và nó có thông số là 5A 220V, tức là đây là cầu chì ở định dạng nhỏ. Thì sau khi tôi đưa vào đây, đó, thì tôi sẽ lấy chiếc cầu chì này ra. Đó, đây là chiếc cầu chì của theo như là của hãng. Và bây giờ tôi sẽ đưa chiếc cầu chì của hãng Quantum này vào. Và các bạn luôn lưu ý là khi thay chiếc cầu chì này thì các bạn phải thay theo đúng chiều chữ để đảm bảo được cái sự lượng tử nó chạy một chiều. Đó. Đó, như thế này. Sau khi các bạn đưa vào thì các bạn chỉ cần đưa thẳng vào như này là xong. Đó, coi như là đã hoàn thiện. Và bây giờ tôi có thể kết nối cùng hệ thống dây dẫn là đảm bảo với các bạn là dòng điện đã được thông suốt. Và khi các bạn dùng các hệ thống có cầu chì qua Quantum lượng tử cao này, chất lượng cao này, thì các bạn luôn nhớ là tắt mở đầu tiên là phải dứt khoát. Cái thứ hai, khi cắm điện các nguồn điện vào là phải giữ được tính ổn định. Vì chiếc cầu chì này nó là cầu chì tinh diệu. Và cái hay của chiếc cầu chì này
thì cũng phải để test nhạc thì mới có một ý kiến phản hồi chính xác nhất. Còn qua cái trang fanpage của Hội Những Người Yêu Nhạc Số thì tôi đã thấy có một tín hiệu rất tích cực cho các bạn thay cầu chì. Đó là một giải pháp hay cho những người đam mê chơi audio. Còn bây giờ, âm nhạc để dành cho các bạn và chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm tiếp xem cái hệ thống cầu chì này như thế nào. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về, giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón sương mù. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh cành thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân háo gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người, nghe xót xa hàn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho, mang nặng kiếp người. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về, giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón sương mù. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh cành thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân háo gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi
sao lạnh dòng máu trong người. Nghe xót xa hàn lên tuổi trời, trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Vâng, với những bản nhạc test vừa rồi thì cả hai cấu hình đó và các bạn đều nghe thì các bạn sẽ cảm nhận thế nào khi thay chiếc cầu chì của hãng Synthetic vào? Thì nó rất đặc biệt, các nốt nó sẽ sắt lại và cái quan trọng, cái nhạc tính nó sẽ lên rõ rệt. Và nhất các bạn hãy đặt tai nghe và để ý xem cái giọng trầm của ca sĩ Xuân Hào, nó có độ rung, nó có độ ngân và cảm giác như mình đang ngồi được giao lưu với anh về chất lượng âm thanh. Và cũng có một điều rất vui khi các bạn hỏi về đúng cắm vào thì không rút ra được. Các sản phẩm này đang được Thiên Hà Audio cung cấp cho các bạn. Và cũng cảm ơn anh Jack Lee cùng những người bạn và những người yêu nhạc số luôn ủng hộ Thiên Hà. Và các bạn hãy đến Thiên Hà để tìm cho mình, trải nghiệm cho mình những thiết bị, phụ kiện luôn phục vụ cho các bạn. Và các hẹn các bạn yêu thích sau.